Ngày 19 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc hai thanh niên tử vong nghi bị điện giật trong khi sửa bồn nước bị hỏng hóc. Hai nạn nhân, một người 24 tuổi và một người 23 tuổi, cùng ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, cả hai được một người dân ở cùng xã Long Hà nhờ sửa chữa bồn chứa nước bị hỏng hóc ở khu vườn sau nhà. Lúc này trong bồn đang có máy bơm điện. Khi hai thanh niên lên bồn nước, người nhà an tâm và không quan sát theo. Nhưng khoảng 15 phút sau, không thấy động tĩnh gì nên chủ nhà ra kiểm tra, thì giật mình phát hiện cả hai anh tử vong trong bồn. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Riềng đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình hai nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng. Sáng nay ngày 19 tháng 10, lãnh đạo xã Long Hà tiếp tục đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình.